Thư viện xanh, khám phá không gian học tập thú vị tại Quế Sơn, Quảng Nam. Ở huyện Quế Sơn, Quảng Nam, đã hơn một năm qua đã xuất hiện một không gian học tập đầy thú vị mang tên Thư viện xanh. Hiện tại, thư viện này đã huy động được khoảng 5.500 đầu sách và cấp vé thông hành cho gần 400 thành viên. Không gian học tập này rất sôi động với các hoạt động do chính các bạn học sinh cấp 2 khởi xướng và vận hành như lớp học an toàn trên không gian mạng, nhà truyền thông tài ba, trải nghiệm tiếng Anh chủ đề châu lục và các quốc gia trên thế giới, và Thư viện xanh tour. Dự án này do Nguyễn Thị Ngọc Linh, một trong những nhà giáo dục tiên phong, fellow của doanh nghiệp xã hội Tích For Việt Nam, TFV giảng dạy vì Việt Nam, triển khai. Linh đã dành 2 năm để bước ra khỏi vùng an toàn và đến điểm trường ở Quế Sơn. Ngoài việc quản lý thư viện, Linh còn tham gia dạy học cùng với 17 nhà giáo dục tiên phong khác của TFV đang làm việc tại 15 trường công lập ở vùng biên giới, còn nhiều khó khăn tại Quảng Nam và Đồng Tháp. Họ sẽ làm việc như giáo viên ở trường công lập trong 2 năm với các tiết dạy phi lợi nhuận, đồng thời thực hiện các sáng kiến và dự án phát triển cộng đồng. Mục tiêu của họ là nâng cao năng lực tiếng Anh, STEM, Science khoa học, Technology công nghệ, Engineering kỹ thuật, Mathematics toán cho trẻ em nông thôn và vùng xa xôi, cũng như phát triển khả năng giao tiếp, hợp tác, sáng tạo, giải quyết vấn đề, tư duy cầu tiến và khởi nghiệp cho các em. Đây là một hành trình dài, bắt đầu từ năm 2016 với 14 nhà giáo dục tiên phong đầu tiên đã có những bước đi, chập chững tại các trường học. Giáo dục và niềm tin, hành trình của những nhà giáo tiên phong tại TFV. Những con số ấn tượng đó là minh chứng cho nỗ lực kiên trì, bền bỉ. Từng hành trình đã đi qua nhiều thử thách, nhưng họ đã cùng nhau chậm rãi chinh phục từng cột mốc một với niềm tin, chất lượng giáo dục có thể thay đổi cuộc sống của một đứa trẻ. Các em học sinh trong một lớp học STEM, nếu tính từ thời điểm ra đời rồi được tiếp nhận ở những điểm trường đầu tiên, thì đến nay, TFV đã có tổng cộng 97 nhà giáo dục tiên phong. Họ là những người trẻ, đến từ nhiều ngành nghề. Điều mà TFV cần ở các ứng viên của mình, đó là phải cam kết với việc giải quyết bất bình đẳng giáo dục. Họ cần phải có sự thấu cảm với các vấn đề trong cộng đồng và khiêm tốn, có năng lực giao tiếp tốt, kinh nghiệm làm việc với cộng đồng, có khả năng phản tư và học hỏi. Để chuẩn bị cho hành trình 2 năm ở một điểm trường công lập, ứng viên sẽ được đào tạo qua 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 có 6-8 tuần đào tạo chuyên sâu, gồm học và thực hành với các chuyên gia trong và ngoài nước. Giai đoạn 2 là thực hành giảng dạy với các em học sinh tại địa phương với sự theo dõi và phản hồi từ các chuyên gia và chuyên viên đào tạo. Các fellow của Tích For Việt Nam là những người trẻ đến từ nhiều ngành nghề khác nhau. Ngoài giảng dạy trong lớp học, các giáo viên sẽ tổ chức nhiều hoạt động ngoại khóa cho học sinh có liên quan đến tiếng Anh, hát kịch, đọc sách, tự quay phim và phỏng vấn nhau, thi tiếng Anh, triển khai các hoạt động khác như tổ chức chiếu phim khoa học, ngày hội gia đình, nông dân tí hon, vườn rau 4.0. Các fellow cũng chia sẻ một số phương pháp giảng dạy mới với các giáo viên bộ môn trong trường qua giờ sinh hoạt chuyên môn, thực hành các dự án cộng đồng để xây dựng khả năng tổ chức. Họ phối hợp với phòng GD và đội tuyển địa phương để thực hiện câu lạc bộ giáo viên năng động và các chương trình phát triển chuyên môn. Sứ mệnh giáo dục và động lực của những nhà giáo tiên phong tại TFV. Có sự khó khăn khi phải thay đổi môi trường sống, khác biệt về văn hóa, thời tiết, rồi thách thức trong việc thay đổi tư duy. Nhưng chính những tâm hồn trong trẻo và khao khát tìm tòi học hỏi của các bạn nhỏ đã tạo nên động lực giúp các fellow tiếp tục vững bước. Nụ cười của học sinh là động lực lớn đối với đội ngũ Tích For Việt Nam. Trần Thị Thu Giang, một fellow của TFV cho rằng, khoảng thời gian dạy học, chị chưa bao giờ thấy mình là một người giàu có về tiền bạc. Nhưng chị và những người bạn của chị đã giàu lên nhờ những thứ khác, về kiến thức, kỹ năng và thái độ nhờ vào 2 năm liên tục được học về quản lý dự án, tổ chức sự kiện. Tụi mình cũng giàu về mối quan hệ. Khóa của mình bạn nào cũng giỏi. Khi mình ở một cộng đồng toàn người tài năng, mình sẽ có cảm giác như đang đứng trên vai người khổng lồ, làm gì cũng được trợ giúp. Không chỉ khi còn là một fellow, mà còn sau đó rất lâu nữa, Giang nói. Một trong những ưu điểm nổi bật sau 2 năm tham gia TFV của các fellow chính là họ được phát triển năng lực lãnh đạo thông qua các trải nghiệm giảng dạy, làm việc. Từ đó, họ truyền cảm hứng ấy đến học sinh và cộng đồng. Năng lực lãnh đạo thể hiện các trụ cột thực hành, yêu thương và kết nối, lắng nghe và xây dựng tầm nhìn, học tập và thiết kế trải nghiệm học, điều phối và thử thách, phản tư và tự phát triển. Nhiều người qua hành trình tham gia TFV nhận ra mục tiêu lớn của đời mình. Ngay cả khi hành trình 2 năm đã qua đi, họ vẫn tiếp tục con đường trở thành những lãnh đạo trẻ cho giáo dục. Trong số 97 fellow đã làm việc cùng TVF, ước tính có khoảng hơn 70% tiếp tục theo đuổi con đường giảng dạy, 30% còn lại hoạt động trong một số lĩnh vực giáo dục sau khi tốt nghiệp cũng như làm ở các vị trí liên quan có tầm ảnh hưởng. Hành trình giáo dục sáng tạo, truyền đam mê và kiến thức. Một trường hợp có thể kể đến đó là anh Nguyễn Ngọc Ân. Ân từng là STEM Fellow khóa năm 2018 đến năm 2020. Anh tốt nghiệp kỹ sư tự động hóa trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.
Hồ Chí Minh và sau 2 năm đã trở thành giám đốc của DNSS do https://youai.vn/ đang hỗ trợ cho hơn 600 bạn học sinh sinh viên tiếp cận với chương trình tiếng Anh chất lượng cao chi phí thấp. Hành trình dài của Ân hay nhiều fellow khác, đôi khi chỉ bắt đầu bằng một khởi đầu nhỏ, 2 năm như thế. Với cách thức tổ chức thành nhóm, sử dụng công nghệ, tập trung vào thực hành và các phương pháp giảng dạy mới như lớp học đảo ngược, học tập hỗn hợp, học qua dự án. Các lớp học của TFV thường lấy học sinh làm trung tâm. Giáo viên đóng vai trò đồng hành, định hướng, trao cho học sinh cơ hội chủ động để phát huy hết tiềm năng và năng lực tự khám phá, dẫn dắt bản thân. Quá trình dạy học như vậy khiến cho sự đồng cảm, thiện chí và tôn trọng lẫn nhau luôn được duy trì và phát triển. Đặc biệt, sẽ khơi gợi sự tự tin trong mỗi học sinh, tạo điều kiện phát huy năng lực lãnh đạo vốn có bên trong mình. Khi làm chủ bản thân, các em có thể ứng biến trước những thay đổi khó lường của thế giới. Các em cũng sẽ được nâng cao năng lực học thuật thông qua các môn học tiếng Anh, giao tiếp, STEM và giáo dục khởi nghiệp. Năng lực thế kỷ 21: giao tiếp, làm việc nhóm, tư duy cầu tiến, tư duy phản biện, nghiên cứu khoa học, giải quyết vấn đề, thấu hiểu bản thân và yêu cộng đồng. Mỗi điểm trường, tùy theo từng điều kiện của nhà trường mà giáo viên sẽ sắp xếp tổ chức lớp học linh hoạt. Ví dụ với các lớp học STEM, một số trường được TFV và các công ty tài trợ STEM Lab, không gian sáng chế, sáng tạo, giáo viên sẽ giảng dạy trong đó. Hoặc trong tiết học về nông nghiệp và dự án nông nghiệp công nghệ cao, các bạn học sinh sẽ được thực hành trực tiếp trên vườn hoặc trong phòng lab. Khám phá thế giới tâm hồn của học sinh, những câu chuyện khiêm tốn. Một lớp học tại điểm trường sẽ được các fellow theo xuyên suốt trong vòng ít nhất 5 năm. Việc đo lường sự tiến bộ của học sinh được thực hiện đầy đủ và chi tiết trong việc đánh giá quá trình và đánh giá cuối kỳ. Nắm hoàn cảnh, tâm tính học sinh lớp mình phụ trách. Sau 6 tháng đi dạy, mình gặp những đứa trẻ rất lạ kỳ. Có cậu nhóc luôn không mang sách vở đi học, thường xuyên có những hành động kỳ lạ như lè lưỡi kêu gâu gâu. Lại có mấy cậu nhóc chiến tích đầy mình, lớp 2 đã leo rào, trọi đá vỡ hết cửa kính mấy nhà đối diện trường. Trong lớp, không khi nào các bạn nhỏ ấy chịu ngồi yên, khi nào cũng la hét, chạy nhảy khắp lớp. Rồi lại có cô bé mặt mày lầm lì, khi nào cũng cau có, không chịu chơi với bạn nào. Trong lớp mình cũng có nhiều bạn nhỏ dễ chịu khác, luôn cố gắng vui vẻ để điều hòa không khí lớp học. Vì thế khi phải làm việc cùng những nhân vật trên, khó mà không cảm thấy khó khăn. Nhưng khi mình dành nhiều thời gian cùng với các em hơn, mình mới hiểu nhiều thứ mà đôi mắt mình chẳng thể nhìn thấy. Có em mình nhà chưa được quan tâm chăm sóc đúng cách, có em chưa được tạo cơ hội và không gian để bày tỏ nhu cầu của mình. Và còn có rất nhiều lý do để một đứa trẻ hành động mà theo chúng ta là lạ. Nhưng đằng sau mỗi hành động kỳ lạ đều là những câu chuyện dài chưa kể, những cảm xúc chưa được lắng nghe, những mong muốn chưa dám bày tỏ. Trang Đinh English Fellow khóa năm 2017 đến năm 2019. Ra đời năm 2016, tuy nhiên, sau 2 năm ngược xuôi đến các vùng miền Việt Nam để tiếp thị đứa con tinh thần của mình, Huỳnh Hạnh Phúc, người sáng lập TFV cùng các cộng sự, mới được Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh đồng ý cho giảng dạy trong hệ thống trường học chính quy cho 2 niên khóa năm 2017 đến năm 2018 và năm 2018 đến năm 2019. Có được đòn bẩy đó, đến nay, TFV đã tiếp cận được 111 trường, 12 phòng GD và đội tuyển thuộc 4 tỉnh. Quỳnh Trang, CEO Tech for Việt Nam.